Chào mọi người, mình là Cherry. Thì hôm nay mình lại đi chơi với một anh bạn thân. Mình đi Meadowvale Conservation Area. Ở đây rất là yên tĩnh, có vịt lội, cá bơi tung tăng. That place when they build that, honey. That's a good question. Xa đó cái cầu sắt đây bạn, mình rất là Do you thích cái know? cầu sắt này, rất là đẹp I luôn. can't remember if it was there Cây when I cỏ ở used to đây come lúc here trước mình đi mùa đông thì nó héo queo hết, during my high thì bây school giờ chuyển years. sang mùa I xuân. don't think it was. This place was so different then. So there. Nhìn con sông nhỏ này mình nhớ lại căn nhà xưa của mình. Thì ở sau Lots of nhà có một bread. con sông, trưa nào cũng trốn ba mẹ, không ngủ trưa, đi ra ngoài sau câu cá với anh trai. Nhớ là hồi nhỏ lì lợm kinh khủng. Ở đây mà mỗi mùa nước nước lớn đó bạn, thì cái ven bên bờ nó bị sạt lở đó. Thì lần lần thì con sông này nó sẽ rộng ra. Ở đây mùa hè có rất nhiều người đi câu cá, ở đây có nhiều cá hồi lắm các bạn. Goes right through. This is what's called an oxbow, but then the river keeps digging away at the land, and eventually it catches up with itself, and it just starts going that way. Yeah. Oh, we got some geese coming. Yeah, a lot. See, just down here. Oh, I see too. Yeah. Oh, actually, there's two down here. There's two up there. So. Oh, four. Đang đi thì gặp một một gia đình nhà vịt. Ở đây vịt trời rất là nhiều, nhưng mà ở đây Canada không được, mình không được săn bắt những con vịt này. Ai bắt những vịt này là ở tù đó bạn. Yeah. Can you come near? One came in. Two. Oh, they have two, three children. Four. Yeah. Sau đây là coi hai người rảnh rỗi ra đếm vịt. Dòng họ nhà vịt có mấy con vịt, mỗi gia đình có Oh, they bốn have four. cũng bốn con, hai con. Có gia đình không chịu sinh con. Bạn nào ở Mississauga rảnh rỗi thì ra công viên này đếm vịt nha bạn nha, cũng thú vị lắm đó. Đặc biệt là vịt ở đây, ai mà bắt vịt á thì có thể ở tù đi chơi, không phải như Việt Nam là vô nội hết rồi. What did you? They're all watching us because they're very protective of their young. They're Oh, trying to, when we come near, they will bite us or yeah, what? oh yeah, because Really? well, because they think that we're threatening the health of their little ones. Oh, look, there's some more little ones there. Yeah, they have another. See, so that's going to be the mother in the water with the little one. And see the head there? That's the father watching us to make sure that we're not a threat. That's so cute. Yeah. Aren't they beautiful? Yeah. Oh, that's family. Just have one baby. That Yeah. family, no baby. Yeah. These have four children. Yeah. Well, it depends on how many eggs survive. Yeah. Oh my God, I love the grass over there. It's super beautiful and it's white. Aren't they beautiful? Oh my goodness. They're so beautiful. Yeah, there you are. The little one swimming Hi, along Lido. there. She cannot fly yet, right? No, not yet. No.
they can move their wings, but they don't have enough feathers to take air. They've still just got like the fur. Oh yeah. They should have enough fur. Well, they need feathers. When they're little, they have fur instead of feathers. So. The later they come up, see? Mm-hmm. Oh, they just crossed to another side. Yeah. Well, because they saw us coming. See, one lolly over there. Yeah. Oh, not lolly. They have purple. Yeah. Yeah. He's so beautiful. Yeah, she's dancing like, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Look at her neck dancing. Oh yeah, oh yeah, oh no, oh no, oh swimming. Mm-hmm. Beautiful creatures. Yeah, I love you. Đây là mình đây. Nãy giờ chưa có trong hình cho nên là nói anh bạn quay một vòng coi. Mà đi cái tướng mắt ghét quá. Do you know, I think here summer or autumn is more beautiful. Or spring. Spring. Right? Con đường ở đây đẹp hết biết luôn đó bạn. Spring and fall. Con đường này mà có xe đạp á, chạy thì rất là lãng mạn như Hàn Quốc luôn đó. Get to feel the life energy of everything. Yeah. See, this is water just coming from the tree. Yeah. And that's a bridge. That's what I like, because you can still find places like this in the city. Difficult. Difficult, but yeah. Lida, Lida. Đây là nàng hoa anh đào. Yeah, they come đang chớm nụ. Đây là cái cây rất là già rồi, già hơn mình nữa. Cây này là khoảng 100 tuổi. Thì nghe bạn mình nói thì 100 tuổi, mà không biết là có hơn hay không, nhưng có vẻ là hơn 100 tuổi đó. Cây này nhìn có vẻ là chết, nhưng mà chưa chết đâu bạn. Nó chỉ là chưa nứt lá ra thôi. 100 years old. Oh. Oh yeah. See how big that trunk is? Yeah. That's 120, 150, easy. Mm-hmm. Yeah, look at this tree. Although, you know what? It's hard to say. When I look at that bark, I don't know. It might be an oak. I'd have to see the leaves to know for sure, but... But here they didn't put the board, you know, the tree name and how old the tree. Vietnam, the only way you know how old the tree is to cut it and then count the rings on the inside. Oh, so the rings grow out like this. Every time there's a ring, it's a new layer of tree, and that's how many years old it is. So how old a tree you should to kill them? Unfortunately, yeah. Like if you don't know, is it to kill first, huh? If you don't know the tree from the day it sprouted, uh-huh, you'll never know how old it is. You can guess, and you might be close. Yeah. But this is. Are you okay? Yeah. Con sông này á, nhìn rất là trong vắt luôn. Sông này mùa hè có rất là nhiều người đi câu cá hồi. Tại mùa đông thì lạnh quá không ai đi câu. Tại mỗi lần đi câu là lội xuống dưới luôn không mới câu. This place I wish I have the boat. You know the little boat when we in Cameron? That boat. The little round one? Yeah. Oh. Còn đây là ổ khóa tình nhân.
chắc những người yêu nhau họ đến đây rồi thề non hẹn ước, khóa hai ổ khóa lại với nhau. Còn chìa khóa thì chắc ở dưới sông rồi. Mình nghĩ là những người trẻ tuổi thôi, chứ người mà già đầu như mình chắc không ai mà ra đây mà hẹn hò đâu. Cái này là ở Việt Nam mà mình nhớ là ở có một cái cầu ở hội Đà Nẵng, đúng rồi. Đà Nẵng thì có rất là nhiều bạn trẻ tuổi ra hẹn hò yêu nhau, rồi viết tên lên ổ khóa, rồi khóa lại, chìa khóa dục xuống sông. This is for what, honey? I think it's some sort of just, well, it used to be a billboard there. Huh? Either that or it's artwork. Look like a gate. Yeah. See. Khi là ngoài đảo xa có hai bài And just inside the stump down here, see the little tiny birds flitting around in there? So look at the stump that's lying on the ground, right at the Yeah. bottom. There's little tiny birds there, flitting Uh-huh. around. That is a honey bird. You know honey bird? No. They have the super long. Oh, no, hummingbird. Hummingbird? No, hummingbirds don't land that much. Cái gốc cây đó là trong đó là một ổ chim. Hummingbirds Chim spend làm ổ most of trong their gốc cây life khô đó actually bạn. flying, Mm-hmm. but they don't live long because of. Đây bãi cỏ này nó biết biết là khỏi chê Ai? luôn. À, đang quay phim mà có cái chị đi ngang qua chỉ nhìn chỉ cười rực rỡ. Chắc nhìn mình ngố quá hay gì. Ở đây mùa hè các bạn tập trung ở đây picnic nè, rồi chơi trò chơi nè, rất là vui. Đây là anh chàng bạn thân của mình, cũng là anh hướng dẫn viên của mình hôm nay. Thôi giờ mình tắt máy quay mình đi về đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hy vọng là các bạn nào ở gần Mississauga mà muốn đi cuối tuần đi picnic hoặc là đi bộ thì có thể đến đây. Bye, have a good day.